tao mày nhậu xỉn, tao xỉn, mày cũng xỉn. Cho nên á, tao vô can, mày đừng có hỏi tao gì. Big Sound Media, đối tác chuyên sản xuất phim quảng cáo, phim giới thiệu doanh nghiệp chuyên nghiệp. Mày sao tao biết? Hồi nãy tao với mày nhậu xỉn mà. Tao xỉn, mày cũng xỉn. Cho nên á, tao vô can, mày đừng có hỏi tao gì. Thôi khóc lóc cái gì? Vậy ngồi giặt tao đồ đi kìa. Thôi bả về là bả la nữa đó.
khóc cái gì không biết nữa. Sao vậy? Đừng có buồn nữa mà. Anh có làm gì em đâu. Nhưng mà dù sao á, em cũng đã thuộc về anh trước rồi. Ông chủ, ông giữ tha cho con đi. Con van xin ông đó. Ông tha cho con đi. Đừng có sợ.